Ngày 6 tháng 8, Tòa án Nhân dân tỉnh Long An đã tuyên phạt Nguyễn Trường Thành, 37 tuổi, ngụ huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu, mức án tù chung thân về tội vận chuyển trái phép chất ma túy. Theo cáo trạng, Thành làm nghề lái xe và từng bị tuyên án 10 năm 6 tháng tù về tội cố ý gây thương tích, chấp hành án xong vào năm 2019. Chiều ngày 2 tháng 1, Thành mượn ô tô của bạn gái và chở người này về miền Tây chơi. Trên đường đi có số điện thoại lạ gọi đến đề nghị Thành chuyển ma túy từ Long An về thành phố Hồ Chí Minh với giá 10 triệu đồng tiền công. Nhưng qua tối ngày 3 tháng 1, Thành mới nhận lời. Sau đó, Thành một mình lái xe đến cầu kênh T9 thuộc địa bàn huyện Tân Hưng, tỉnh Long An thì có người đàn ông chưa rõ lai lịch bỏ túi ni lông màu đen vào xe kêu Thành chạy đi. Người này sau đó nhắn tin nói Thành đến huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh để giao hàng. Tuy nhiên, Thành bị lực lượng bộ đội biên phòng và công an huyện Tân Hưng kiểm tra, phát hiện túi ni lông có chứa 12 khối hình hộp chữ nhật. Giám định cho thấy đây là hơn 4,1 kg heroin. Do hoàn cảnh của Thành đặc biệt khó khăn khi vợ đã mất, nuôi con mới hơn 1 tuổi, gia đình có công với cách mạng, cha Thành bị tai biến không thể tự đi lại. Do đó, hội đồng xét xử nhận định mức án chung thân đối với Thành là phù hợp.